Để có thể kết giao với những người tài giỏi, có 3 điều anh em cần quan tâm, những mối quan hệ tốt đẹp sẽ là nền tảng để anh em có thể xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chãi. Tìm được người tài giỏi đã khó, kết bạn với người tài giỏi chắc chắn sẽ càng khó hơn, họ có cho mình những quy chuẩn rất riêng mà người khác sẽ không hiểu được để xem tôi có gì cho anh em. Thằng một cách mà chúng ta đối mặt với mọi sự cố cuộc sống luôn là một chuỗi những sự cố bất ngờ xảy ra, nó như một người khách quen trong cuộc đời của chúng ta, chẳng hạn tối qua mới quyết định hôm nay đi đá bóng mà sáng ra trời đổ mưa hoặc như một buổi sáng dậy muộn không kịp ăn sáng để vội đi làm cho kịp thì còn gặp tắc đường có người từng nói mỗi sự kiện xảy đến đều là một món quà chỉ là mỗi món quà lại có cách đóng gói khác nhau đôi khi khiến bạn cảm thấy sợ hãi hoặc bực bội nếu bạn đủ kiên nhẫn và cẩn thận để lật mở lớp bọc kinh khủng bên ngoài bạn sẽ tận hưởng được giá trị phong phú và tốt đẹp bên trong do đó người khôn ngoan hiểu rằng dù cuộc sống khác với những gì họ đã tưởng tượng thì cũng đừng bao giờ cảm thấy xui xẻo đừng nản lòng đừng để cuộc sống điều khiển bạn cũng đừng để tâm trí mắc kẹt trong những lời phàn nàn chỉ người nào đủ kiên nhẫn và bình tĩnh mới có thể gặt hái được những món quà quý giá được đã ban tặng thăng hai tinh thần tích cực thể hiện ở mọi lúc mọi nơi trong sinh hoạt những người thường xuyên tươi cười vui vẻ không phải lúc nào cũng gặp chuyện thuận lợi hay thành công mà về bản chất họ chỉ là những người có can đảm đối mặt vấn đề khi vấn đề qua đi thì vẫn có đủ can đảm để đối mặt với tương lai, việc gì không thể trốn tránh thì tìm cách giải quyết, việc gì không thể như ý thì tìm cách quên đi. Để có thể vượt qua khó khăn của cuộc sống, chìa khóa quan trọng chính là giữ một cái đầu tỉnh táo và tư duy tích cực giống như cách mà Thomas Edison từng phát biểu tôi không thất bại. Chỉ là tôi đã tìm thấy 10.000 cách không hiệu quả trước khi tiếp cận với cách thích hợp nhất thay vì quá để tâm vào 10.000 sai lầm trước đó, việc tốt nhất cần làm là đặt nó sang một bên. Coi thất bại như một phần trong cơn lốc sáng tạo, học cách quên đi những điều cần phải quên sẽ giúp bạn duy trì nguồn năng lượng tích cực xung quanh mình, đây cũng là nhân tố đáng quý. Góp phần thu hút những người thành công, người sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn như một quý nhân mà người xưa thường nói, thăng ba một chút sự hài hước luôn cần thiết trước khi ông Franklin D. Roosevelt trở thành tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, nhà ông bị trộm, bạn bè viết thư an ủi thì nhận được phản hồi rằng, cảm ơn thư của các bạn, bây giờ tôi rất bình tĩnh, bởi vì, thứ nhất kẻ trộm chỉ lấy đi tài sản chứ không đe dọa tính mạng tôi thứ hai hắn chỉ lấy đi một phần chứ không phải tất cả tài sản thứ ba điều đáng mừng nhất đó là hắn mới là kẻ trộm chứ không phải là tôi khiếu hài hước là một tip quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống một người có đủ sự hài hước sẽ tạo ra một môi trường vui vẻ và thoải mái cho mọi người xung quanh từ đó tiếng cười có thể kéo gần các mối quan hệ êm đẹp giải quyết những khủng hoảng khó khăn chữa lành sự cô đơn và đau khổ rõ ràng một người luôn vui vẻ sẽ có sức hút mạnh mẽ khiến người khác luôn muốn trò chuyện kết giao